Biết rồi chúng gì nên bên ba để tránh nằm chúng ta bơi nữa rồi không chỉ này chúng mình là gà ta tới tô để lâu lâu ngày nó không bị han bàn máy cũng như là han cái bàn đáy của tô. Chúng ta đặt lên trên bàn máy và chúng ta du đi du lại để xem còn cái gì ở phía dưới nó đang mát thì nó trượt ra ngoài. Đấy. Và lớp dầu chống gì, lớp dầu chúng ta bôi phía dưới nó đang chống gì chúng ta bề mặt của bàn máy cũng như là đáy của cái tô. Đấy, thông thường thì chúng ta ví dụ đối với máy chúng ta chỉ cần gia công một chi tiết thôi thì chúng ta phải lắp một cái tô lên trên bàn máy. Nhiều trường hợp chúng ta cũng gia công nhiều chi tiết, chúng ta có thể lắp thêm nhiều yếu tố hoặc là chúng ta có thể lắp bàn từ. Thì đầu tiên muốn đá yếu tố chúng ta phải căn cho nó tương đối một chút ở trên bàn máy, sau ví dụ một yếu tố chúng ta căn nó vào giữa máy chúng ta căn cho nó tương đối một chút. Tiến hành nắp vỏ kẹp của nó là. Cái này đi cài nắp luôn nhé. Thằng kia thì vọng mà em mở bắt thử. Kẹp sơ bộ. Chúng ta tiến hành kẹp chặt sơ bộ vừa phải, chúng ta có thể tiến hành điều chỉnh nó. Chắc rồi, mình sẽ làm thao tác cái đường một nó dễ không ạ? Mình sẽ làm
Chúng ta già cái tô thì chúng ta chú ý chúng ta già vào má tĩnh của nó nhé. Chỉ có là bảo độ chính xác, còn má động ra bây giờ nó không đảm bảo chính xác. Nó cũng chính xác nhưng chúng ta nó di động đúng không ạ? Nó không đảm bảo. Chúng ta tiến hành già vào má tĩnh của nó. Chúng ta làm sạch cái bề mặt chúng ta cần già. Thì đối với tô thì chúng ta già chúng ta cần bảo độ song song và độ vuông góc luôn. Chứ độ mặt phẳng thì chúng ta không yêu cầu đúng không ạ? Chúng ta tiến hành điều chỉnh đồng hồ. Thế anh ngày trước cả già cái này mãi nhỉ? Chúng ta cố gắng để làm sao mặt đồng mặt đồng hồ so chúng ta dễ quan sát, dễ quan sát làm sao vuông góc ở dưới bàn máy chúng ta dễ dàng quan sát. Nó chuyển ra. Là động góc chứ. Là chúng ta đến hành nhà động góc chúng ta di chuyển nó sang phương Z xuống. Đóng hai cách đúng không ạ? Chẳng hạn như này nó không góc đúng không ạ? Chúng ta đùng con đùng cùng người đấy, người đấy đồng hồ này. Đúng không ạ? Đó, này nó cũng sai 80 mm đúng không ạ? Ý của nó cái đảm bảo góc. Cái tôi chắc chắn nó là đảm bảo góc rồi. Đó. Nói chung chúng ta làm cái này nó chưa đảm bảo được đúng không ạ? Chúng ta một là có một nguyên nhân này, nhất là ở phía dưới chúng ta này nó đang có bụi bẩn, nó đang chống cái thông ta lên đúng không ạ? Đấy, nó chỉ vài một chút thôi nó chống cái thông ta lên mấy mm thôi đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có thể là cái này tháo ra chúng ta làm mài lại cái bề mặt dưới của nó để nó hết cái nồi lên bụi bẩn lên, hoặc là chúng ta phải tìm cách chúng ta kê lên đúng không ạ? Nhưng chúng ta kê lên mới 80 mm chúng ta không lấy cái gì kê được đúng không ạ? Nó quá mé rồi đúng không ạ? Ở trong thế này chúng ta làm sạch nó đi, bỏ lại bê ra rất nhiều lần phải bê ra bê lại để vì cái phần này là phần cố định trong quá trình chúng ta mang về thì chắc chắn là không nhà sản xuất làm rất là chính xác rồi, chúng ta kiểm tra rồi đúng không ạ? Có thể là do chúng ta bị bề mặt dưới này nó chưa phẳng vậy đấy. Thì thông thường đồ gá làm nó nằm trong khoảng từ 2-5 mm để đảm bảo to đấy. Ví dụ như vậy. Xong rồi sau bao giờ mình nén nó xuống nó sẽ bấm lên.
Anh ta vừa giả độ song song của nó. Đây là đường sau đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng bên này đang thấp hơn đúng không ạ? Chúng ta đang tiến hành chúng ta nếu chúng ta đang gõ vào cái phần cứng của nó chứ chúng ta không gõ cái này ạ. Chúng ta gõ cái này thì hỏng mất. Chúng ta tiến hành gõ điều chỉnh nhẹ nhàng. Kim nó đứng yên nó không chuyển động nữa thì nó nghe đồng nghĩa rồi nó già là nó yêu cầu rồi chứ ạ. Đấy, xong chúng ta đang đảm bảo yêu cầu chúng ta thay xoáy bạn nóc lại luôn hạ động ra hai ốc chéo nhau trước dạ. Đi nó ướt đó, đứng lên quá quá cái chim kia gãy. Bên lưng tôi vào nó không biết rồi. Thầy cho vào nâng một cái. Ok không không rồi chắc không có mình thay đổi điểm đập. Điểm này trùng kim đây, cái điểm này trùng nhau mà giá trị này nó vẫn thể hiện ở dưới định không. Thế nên chúng ta làm đảm bảo yêu cầu như vậy. Ví dụ đây, đúng rồi. Mình cũng sát mình quay máy thấy được không? Dạ. Dạ. Tôi xin hỏi thầy cái giới hạn của cái chuyển động của cái đầu kim lớn nhất là bao nhiêu? Và nên là xét gốc không ấy, gọi là xét gốc không của hay là gọi là chỉnh không của
cái đồng hồ thì khi bắt đầu là cái thứ tự của nó là cho chạm vào mái tô. Thì bao thì chỉ cần cần là bao nhiêu cái lực, cần ý bao nhiêu vạch của đồng hồ để đảm bảo cho cái phép đo là chính xác. Thì xin được lời là chúng ta nằm sau kim, chúng ta nằm trong khoảng từ 40 đến 80 là cái độ nhạy của kim đồng hồ tôi nhận. Còn ngoài qua quá xa nó thì kim đồng hồ ra nó không còn nhạy nữa. Và thứ hai chúng ta cố gắng tạo cho cái góc cùng ta cái móc giữa góc là tiếp xúc cái mái tô này với cái kim đồng hồ chúng ta này, nó nằm trong khoảng từ 30 đến 45 độ. Chúng nói là đồng hồ nó nằm trong độ nhạy nhất. Còn nó tiếp xúc với cái đỉnh đầu tròn của đồng hồ. Đồng hồ sẽ nhạy nhất. Dạ. Cái góc của mái tô này, và cái góc của tạo hình kim này. Dạ. Nó khoảng 30-45 độ. Nếu chuẩn nhất thì nó khoảng 32,5 độ thì tốt nhất. Nhưng 32,5 độ không ai đo được cả các bạn. Ước lượng khoảng 30-45 độ là kim đồng hồ tương đối nhạy. Sau đó chúng ta tiến hành siết chặt lại, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem là nó có sai số không.